Thưa quý vị, tim mạch là bệnh lý gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm và chiếm tỷ lệ tử vong cao. Đặc biệt, tần suất mắc bệnh tim mạch ngày càng trẻ hóa do những thói quen thiếu lành mạnh trong sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được sức khỏe trái tim, phòng ngừa và điều trị các bệnh lý tim mạch bằng một chế độ ăn uống khoa học. Vậy như thế nào là một chế độ ăn uống khoa học cho bệnh nhân tim mạch? Chia sẻ hôm nay sẽ truyền đến quý vị những kiến thức về chế độ dinh dưỡng cho người mắc bệnh lý tim mạch. Ông Lê Hữu Thành ngụ tại xã Xà Bang, huyện Châu Đức, năm nay gần 60 tuổi. Khi đang ngồi xem truyền hình cùng gia đình, ông bỗng đau thắt vùng ngực, sau đó lan qua vùng đầu và cánh tay trái dữ dội nên được gia đình đưa đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu. Khi được các bác sĩ tại Bệnh viện Bà Rịa tiến hành các phương pháp hỗ trợ kịp thời, ông Thành đã qua cơn nguy hiểm. Tuy nhiên, ông được các bác sĩ chẩn đoán có bệnh lý dày tim và cần nhập viện theo dõi. Ông Thành cho biết ông không mắc các bệnh lý như đái tháo đường hay cao huyết áp. Tuy nhiên, ông thường có thói quen hút thuốc lá và uống cà phê. Nó tiểu tự lúc đầu nó đau ở phần ngực, bắt đầu nó dồn lên coi như là cái phần đầu, hai cái phần đầu và nó truyền ra cái tay trái bên này. Do đó mà nó hồi dồn khó thở. Cái hiện tượng này thì không biết được bao nhiêu năm nhưng mà nó cũng lần đầu tiên thấy cái nguy cơ đau như thế này. Theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm có khoảng 200.000 người tử vong vì bệnh tim mạch, chiếm 33% ca tử vong. Theo Bệnh viện Bà Rịa, năm 2020, bệnh viện tiếp nhận điều trị nội trú cho gần 450 bệnh nhân nhồi máu cơ tim, gần 500 bệnh nhân suy tim và hơn 1.600 trường hợp bệnh khác về tim. Nếu không được phát hiện sớm, các bệnh lý về tim mạch sẽ dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm cho người bệnh. Biến chứng mà nguy hiểm nhất là nhồi máu cơ tim và có thể làm cho bệnh nhân tử vong rất là đột ngột. Cái biến chứng thứ hai là đột quỵ. Biến chứng lâu dài của bệnh lý tim mạch là sẽ gây suy tim, làm hạn chế các vận động sinh hoạt hàng ngày của bệnh nhân, làm cho chất lượng cuộc sống của bệnh nhân giảm rất nhiều. Đối với những người mắc bệnh tim mạch, chế độ ăn uống là một trong những vấn đề cần được lưu tâm bởi nó có thể làm chậm hoặc thậm chí đảo ngược quá trình thu hẹp động mạch của tim, giúp ngăn ngừa các biến chứng sau này. Đây chính là chìa khóa để phòng chống bệnh tim mạch. Cần phải ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng và cân đối. Cái thứ hai là hạn chế các loại thực phẩm chế biến sẵn, hạn chế các loại thức ăn nhiều dầu mỡ. Và hạn chế các thức ăn chứa nhiều muối, ví dụ như là các loại mắm, và hạn chế các loại axit béo xấu, ví dụ như là các loại trăng phát có trong các đồ ăn chiên xào. Tức là ở người bệnh tim mạch đó thì do chức năng tim của bệnh nhân không được tốt, cho nên việc vận động thì cần phải nhẹ nhàng, đều đặn. Và cái thứ nhất là nhẹ nhàng đến cái khả năng có thể và đều đặn hàng ngày. Theo cái khả năng của họ. Theo các bác sĩ, bệnh lý về tim mạch tuy rất nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phòng tránh được bằng một lối sống lành mạnh và một chế độ ăn khoa học. Thứ nhất là bỏ thuốc lá, bởi vì thuốc lá là một yếu tố nguy cơ của bệnh lý tim mạch, thì nó hút thuốc lá nhiều có thể gây xơ vữa mạch máu. Cần phải phòng tránh bệnh đái tháo đường, nếu có rồi thì cần phải kiểm soát đường huyết tốt. Cái thứ ba là cần có một cái lối sống mà tăng vận động và ăn uống hợp lý. Bệnh tim mạch có thể xảy ra cho bất cứ ai ở bất kỳ độ tuổi, giới tính và nghề nghiệp. Hơn nữa, bệnh không thể chữa khỏi hoàn toàn. Nó đòi hỏi sự điều trị và theo dõi cẩn thận, thậm chí là suốt đời. Khi các phương pháp điều trị này không thành công, người bệnh cần phải thực hiện những ca phẫu thuật tốn kém và phức tạp. Do đó, cần có một lối sống lành mạnh để ngăn ngừa và chế độ dinh dưỡng hợp lý để giảm nguy cơ biến chứng của loại bệnh lý này.